Thường trực Thành ủy Bà Rịa đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng để nghe báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo báo cáo của lãnh đạo xã Tân Hưng, đầu năm đến nay, địa phương gặp khó khăn trong phát triển đảng viên và trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Khó khăn hơn cả là thiếu nhân sự. Hiện Tân Hưng còn khuyết phó bí thư thường trực Đảng ủy xã, 2 công chức và 5 chức danh hoạt động không chuyên trách. Lãnh đạo Thành ủy Bà Rịa đề nghị tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng tăng cường đoàn kết, đổi mới trong lãnh đạo, điều hành và có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cán bộ công chức để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, nhất là dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, nâng cấp mở rộng tuyến đường Bà Rịa-Châu Pha-Hắc Dịch. Đối với công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo Thành ủy Bà Rịa đề nghị có kế hoạch giải pháp cụ thể, đảm bảo chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên.